Thưa sư, vì sao mỗi bữa cơm trưa, cư sĩ nam thường được đứng trước cư sĩ nữ? Vậy có phải bất bình đẳng? Thường như vậy là có hôm là nữ được đứng trước cư sĩ nữ, được đứng trước cư sĩ nam. Nó chỉ đơn giản như thế này nè, là trên cái nguyên tắc á, thì các sư á, nên cách xa người nữ nhiều nhất có thể. Cho nên á, có một cái lớp gọi là cư sĩ nam ở giữa, thì dù sao nó vẫn xa hơn là cái chuyện là gặp trực tiếp mấy bà mấy cô đó. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Còn nếu như mà quý vị đói bụng thì quý vị có thể xin đứng lên trước cũng không sao hết.